dạ hiếu phan vlog xin mến chào tất cả vị khán giả thân thương trên kênh của hiếu chào mừng quý vị trở lại với bản tin trong ngày hôm nay nội dung trong video này thì hiếu lại tiếp tục cập nhật những thông tin có liên quan đến thiền âm Minh bầu vũ trụ thì trước khi vào nội dung chi tiết hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả vị cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ à vâng xin kính thưa quý vị khán giả bất cứ những cái thông tin nào mà có liên quan đến thiền am thì hiểu điều cập nhật để gửi đến cho tất cả vị khán giả kịp thời được biết không có phân biệt thông tin này nó xuất phát từ đâu và nó đến từ phe phái nào bên địch bên ta hay là bên thù bên ghét bên yêu bên thương v v không cần biết miễn là có thông tin về thiền am là hiểu điều cập nhật hết thưa quý vị thì trước tiên cho Hiếu xin được cập nhật thông tin có liên quan đến thầy ông nội sức khỏe hiện tại thì theo những gì mà luật sư Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ trên sóng live stream trên kênh của chị Trần Thị Hồng Thanh cái video gần nhất có nói là sức khỏe của thầy hiện tại cũng không có tốt lắm thưa vị hiện tại đây thì vì khán giả biết là thầy ông nội chỉ uống sữa mà thôi có bữa thì uống được, có bữa thì uống không được thưa vị. Bởi vì sức khỏe của tuổi già nó cũng ảnh hưởng rất là trầm trọng đúng không ạ à? và cái nữa là về cái tâm trạng của thầy nó cũng không có được tốt bởi vì thầy lúc nào cũng lo lắng và suy nghĩ quan tâm đến các thầy cô tại trại giam thưa quý vị và qua đây thì Hiếu cũng mong rằng là việc khán giả cùng với Hiếu Chúc cho thầy ông nội có thật nhiều sức khỏe, sống lâu hơn nữa để mà dìu dắt cái con thuyền thiền am bên vũ trụ đi đến bến bờ hạnh phúc và thầy có sức khỏe thì thầy mới chờ đợi được các thầy cô ở trại giam trở về sum họp đoàn tụ với gia đình của mình trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, đó là những gì mà Hiếu rất mong là việc khán giả để lại một cái lời cầu nguyện là như vậy. Còn tình hình của các bé hiện tại thì có bé đi học, có bé thì cũng chưa có đi học. Cuộc sống thì cũng rất là vất vả đối với các thành viên của Thiền Am hiện tại thưa vị. Và nhân lực chính hiện tại đây, thanh niên duy nhất ở trong Thiền Am không ai khác là thầy Nhất Tệ. Thì thầy cũng bươn trải để mà kiếm thêm thu nhập để lo cuộc sống cho các thành viên ở thiền am và đặc biệt là có kinh phí để mà đóng học phí cho các bé đi học nữa thưa quý vị nó còn các cô thì lo cái việc là nội trợ cũng như là dạy dỗ dạy học cho các bé thì chúng ta thấy rằng thiền am hiện tại đây họ rất là đau lòng rất là đau khổ nhưng ở đâu đó trên mạng xã hội những người mà yêu thương thiền am anh bộ trụ từ bảy lâu nay bỗng dưng trở mặt với nhau công kích với nhau rồi đem tên tuổi thiền am ra để mà kêu gọi trục lợi vân vân nó rồi nói xấu lẫn nhau nó dẫn đến tình trạng pháp lý nữa rồi có những câu từ nó sử dụng để mà đáp trả lẫn nhau nó cũng không có hay ho gì ở trên không gian mạng hết. Thì qua đây Hiếu cũng mong rằng là những anh chị em mà yêu thương Thiền Am anh bộ trụ từ bấy lâu nay chúng ta nên gạt bỏ những cái tôi đó qua một bên mà tập trung lo cho đại gia đình Thiền Am và cùng nhau cầu nguyện để cho họ được sum họp với nhau và có một cái cuộc sống yên yên ấm hạnh phúc giống như là uh, trước đây được không à? đó là những gì mà hiếu rất là mong mỏi từ anh chị em youtube yêu thương thiền am từ trước đến bây giờ đó chúng ta không có công kích với nhau nữa chuyện đâu còn có đó có gì thì chúng ta ngồi lại với nhau để mà mổ sẽ phân tích ai đúng ai sai thì cũng nên làm rõ Chứ đừng có lên trên mạng công kích rồi nó làm ảnh hưởng à, xấu đi cái hình ảnh của thiền an minh vũ trụ mà từ bảy lâu nay quý vị cũng như là hiếu đã từng yêu thương cũng như là đang yêu thương họ cho đến thời điểm hiện tại bởi vì chúng ta nhìn nhận ra được họ là một cái nơi thấp cổ bé họng không có tiếng nói thì chúng ta cần phải lên tiếng ủng hộ và bảo vệ họ ở đây thưa vị bởi vì búa kiều của dư luận hiện tại đây rất là nguy hiểm nó, họ công kích rồi du khống bịa đặt các kiểu hết để mà gán ghép cho thiền am mình bảo trụ có những cái tội này có những cái tội kia để mà xóa sổ thiền am mình bảo trụ thì chúng ta nên đoàn kết lại với nhau mà bảo vệ họ đúng không ạ à? đó là những gì mà hiếu rất là mong mỏi từ anh chị em youtube cũng như là luật sư thưa quý vị rồi trở lại với thông tin thứ hai có liên quan đến kênh nhật ký luật sư khi nào quay trở lại thì đây cũng là một cái câu hỏi mà quý vị khán giả cũng đã đặt ra và cũng rất là quan tâm cái kênh nhật ký luật sư này, bởi vì thời gian vừa qua thì quý vị khán giả cũng đã biết là luật sư Lân nói riêng và các vị luật sư còn lại nói chung thì cũng đã nhờ cái kênh YouTube nhật ký luật sư này để mà phân tích mổ xẻ hay là chia sẻ những cái nội dung thông tin có liên quan đến vụ án 331 của Thiền An Minh Bộ Hữu Trụ hay là cái vụ án 50 người, cái vụ việc của Diễm My đó, thì những cái vụ này cần phải được làm sáng tỏ cho nên ở đó thì uh, luật sư Lân là chủ kênh và anh thường xuyên lên live stream để mà phân tích uh, những cái sự việc mà nó chưa có được rõ ràng trắng đen ở trong cái câu chuyện của Thiện Anh Bảo Trụ đúng không vị? Thì ở đây bên phía liên đoàn luật sư nói uh, chung cũng như là đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng có lời khuyên đối với luật sư lân là không nên lên trên không gian mạng chia sẻ những cái thông tin mà nó có liên quan đến vụ án của thiền am nếu không thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến mất an ninh trật tự của quốc gia đó cho nên là luật sư đào kiểm lân và các luật sư khác nói chung thì cũng đã có ý kiến với nhau và ở đây thì kênh nhật ký luật sư cũng đã khóa và đã ẩn đi đúng không quý vị cho nên là chúng ta cũng không có thấy xuất hiện những cái nội dung thông tin cũng suốt một thời gian qua rồi. Thì cái video mới nhất mà luật sư Đào Kim Lân trở lại ở trên kênh của Lê Thanh Minh Tú trong một cái buổi livestream tối hôm qua và sáng nay phát lại ở trên kênh N11 TV 24 giờ cũng nói về cái đề tài này và luật sư cho biết rằng cái kênh nhật ký luật sư sẽ quay trở lại nhưng mà quay trở lại vào một cái thời điểm thích hợp thưa vị và cái nội dung thông tin mà cái kênh này quay trở lại công bố thì sẽ chưa có được tiết lộ ngay bây giờ mà chỉ tiết lộ vào cái thời điểm thích hợp khi mà cái kênh này hoạt động trở lại và luật sư lân cũng khẳng định một câu rất là chắc nịch như thế này khi mà kênh nhật ký luật sư trở lại sẽ là cơn ác mộng cho một ai đó đó thì là cơn ác mộng cho một ai đó thì chúng ta chưa biết là nhân vật nào thưa quý vị thì chúng ta còn chờ đợi thời gian là luật sư sẽ công bố nhân vật nào và cái cơn ác mộng đó nó sẽ dính vào cái nhân vật nào đây chúng ta còn chờ đợi thời gian bởi vì hiện tại thì quý vị khán giả cũng đã biết rồi luật sư cũng đã có đơn thư từ gửi đi tất cả các cấp cơ quan ban ngành đó để mà tố cáo tố giác về những cái hành vi mà họ đã vu khống bịa đặt xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của các luật sư cũng như là cản trở cái việc hành nghề của các vị đây thì những cái việc đó thì luật sư cũng đã có đơn thư tố cáo và đặc biệt là gửi về bộ công an thì mới đây nhất đó là ngày 20 tháng 3 năm 2023 vừa qua thì bên phía Bộ Công an cũng đã có một cái văn bản gửi về cho bên phía cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An để mà xem xét uh, giải quyết cái vụ việc đơn thư của luật sư Đào Kim Lân. Thưa quý vị, thì cái đơn thư này luật sư gửi vào ngày 28 tháng 2 năm 2023 nhưng mà tới ngày 20 tháng 3 năm 2023 thì bên phía bộ công an đã có công văn để mà trả lời. Thì ở đây tại sao mà chúng ta lại vui theo những gì mà luật sư Lân nói á, lần này thì bên phía bộ công an xem xét rất là nhanh cho nên là mới có văn bản báo cho bên phía luật sư biết. Đó cũng như là có một cái công văn gửi về cho bên phía cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An để mà xem xét những cái sự việc trong cái đơn thư mà luật sư Lân đã gửi về bộ đó để mà có cái hướng giải quyết thưa quý vị thì còn giải quyết như thế nào thì trong thời gian tương lai chúng ta mới biết được và cái nội dung đó có được công bố hay không thì hiểu sẽ tiếp tục cập nhật để mà gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết đó đó là thông tin mà có liên quan đến thư từ của luật sư đào kim lân cũng như là cái thông tin khi nào thì cái kênh nhật ký luật sư sẽ quay trở lại và cái cơn ác mộng đối với những ai đã từng à, xúc phạm đến uy tín danh dự của luật sư nói riêng cũng như là thiền A minh bầu vũ trụ nói chung thì hãy chuẩn bị tâm lý khi mà cái kênh nhật ký luật sư quay trở lại trong thời gian sắp tới thưa quý vị khán giả thì chúng ta còn chờ đợi nhé đó là thông tin có liên quan đến cái à, việc mà à, luật sư Đào Kim Lân chia sẻ và đến cái nội dung sau cùng thì Hiếu cũng xin chia sẻ cái bài viết của chị Bích Vân Lê nói về cách tu của thiền am như thế nào nó có tuyệt vời hay không theo những gì mà chị chia sẻ thì quý vị khán giả có đồng cảm hay không thì quý vị khán giả cũng để lại một bình luận nhận xét thì chị Bích Vân nói như thế này cách tu của thiền am quá tuyệt vời trong phim Tây Du Ký tập 7, thầy Lê Tùng Vân có hỏi bé Nghi Tâm tại sao tu bắt buộc phải học về nghệ thuật. Bé trả lời, giữa cái thấp và cái cao thì cái cao là nghệ thuật giữa cái xấu và cái đẹp thì cái đẹp là nghệ thuật giữa sự thô thiển và sự thanh bai thì sự thanh bai là nghệ thuật cho nên khi mình học về nghệ thuật tức là mình đang làm cho mình được cao được đẹp được thanh bai và như vậy tức là mình đang tu đang hướng về chân thiện mỹ có nhiều người không đồng ý với việc của các thầy đi thi thể hình à, khoe bắp khoe cơ riêng tôi thì khác tại sao không thể cho thế giới thấy những cái hay cái đẹp tại sao tu phải tu hẹp mình trong một cái hộp nhỏ bé khó thở tôi đã từng được xem các clip cả nhà thiền A minh bầu vũ trụ đi xem thi thể hình của các thầy một thầy đã tiết lộ rằng sư phụ luôn khuyến khích các thầy tập thể hình như là một cách để làm cho mình được khỏe được đẹp sư phụ ước muốn các thầy thi đậu mỗi lần thi đậu là tụi tôi đưa hết bằng khen và giải thưởng cho sư phụ giữ một cách để cảm ơn công dạy dỗ của sư phụ sư phụ có một sắp bằng khen luôn quả thật các thầy đi thi thể hình vì đó là ước muốn của thầy ông nội thầy đã dạy tu và nghệ thực phải luôn đi đôi vì nghệ thực đưa ta đến chân thiện mỹ nếu để ý cách tu và sống của họ thì sẽ thấy họ rất chú tâm đến nghệ thuật họ đi thi và cố gắng đậu để làm vui lòng sư phụ đáng kính của họ đó là bài viết của chị Bích Phân Lê nói về cái tập 7 của phim Tây Du Ký khi mà thầy ông nội hỏi bé Nghi Tâm tại sao tu bắt buộc phải học về nghệ thuật thì ở đây có những lời thội những lời đối đáp cũng như là những câu trả lời rất là hay của bé nghi tâm ở đây để mà hướng đến chân thiện mỹ thì uh, giữa cái thấp và cái cao thì cái cao là nghệ thuật giữa cái xấu và cái đẹp thì cái đẹp là nghệ thuật giữa sự thô thiển và sự thanh bai thì sự thanh bai là nghệ thuật cho nên khi mình học về nghệ thuật tức là mình đang làm cho mình được cao được đẹp được thanh bai. như vậy tức là mình đang tu đang hướng về chân thiện mỹ đó là câu trả lời của bé nghi tâm khi mà được thầy ông nội hỏi thưa quý vị khán giả thì theo vị nhận định như thế nào về cái cách tu của thiền a minh bộ trụ theo hiếu thì họ tu quá tuyệt vời ở đây không những uh, họ uh, hướng đến chân thiện mỹ về mọi mặt trong cái nghệ thuật nhưng mà ở đây họ còn tu tâm nữa thưa vị và ở đó họ cũng có một cái tấm lòng rất là bao la nuôi dạy trẻ mồ côi cũng như là bảo bọc cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở đó thưa vị khán giả đó thì chúng ta cũng nhận nhìn nhận được là cái cách tu của thiền am nó tuyệt vời như thế nào ở đây đúng không ạ à? thì qua cái sự tuyệt vời đó thì vị khán giả cũng thấy rằng ở ngoài xã hội dư luận mới bắt đầu là ganh ghét họ tức là ganh ăn tức ở với thiền am mình bầu trụ thưa vị cho nên là họ hàng ngày đó, vẫn vu khống, bị đặt gán ghép để mà hồng xóa sổ thiền am mình bầu trụ đi đó bởi vì họ ganh năng tức ở mà đúng không ạ à? tham sân si với thiền am tham sân si với trẻ em đó thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để mà dẹp bỏ thiền am thưa vị khán giả nhưng mà hiếu tin rằng luật nhân quả ở hiền thì sẽ gặp lành thôi ông trời có mắt đó, ở ác thì trước sau gì cũng sẽ bị trừng trị bị quả báo thưa vị khán giả thì chúng ta cũng hy vọng rằng thiền am bên bầu vũ trụ sẽ quay trở lại một ngày gần nhất và các thầy cô sẽ sum họp đoàn tụ với nhau và sẽ có những cái video clip giá trị về nghệ thuật về ca hát về diễn kịch vân vân để gửi đến cho tất cả vị khán giả yêu thương thiền am được biết thưởng thức đó trong thời gian tương lai đó là những gì mà hiếu cùng với vị khán giả đều mong mỏi phải không à đó là cũng là một cái bài viết khá là hay của chị bích vân lê thưa quý vị thì qua đây em cũng xin cảm ơn chị rất nhiều cái bài viết này chị đăng ở trên trang facebook cá nhân của chị thì hiếu cũng vừa chia sẻ để cho vị khán giả được biết là như vậy Rất mong là vị khán giả để lại bình luận nhận xét cho cái bài viết này của chị. À mà quên thiếu nói như thế này, thì anh bổ trụ họ tu tại gia, thì họ có quyền ca hát, có quyền tập tạ, có quyền đi thi thể hình, vân vân. Nó không ai cấm họ cả, bởi vì họ đâu có nằm trong giáo hội Phật giáo và họ cũng không có nói đây là chùa mà đây là nhà của họ cho nên là họ muốn làm gì đó thì làm họ tu tại gia để mà hướng đến mà một cái con người hoàn thiện hơn đó là chân thiện mỹ ở đây thưa vị đó thưa vị khán giả nhận định như thế nào rất mong là vị khán giả khi nghe nội dung này để lại một bình luận góp ý à cũng như là một like một đăng ký kênh để cho kênh của hiếu phát triển hơn hiếu sẽ tiếp tục quay trở lại cập nhật những thông tin có liên quan đến thiền am để gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe cái video này của hiếu xin cảm ơn quý vị và một lần nữa chúc quý vị khán giả thân thương cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ à. còn bây giờ xin kính chào tạm biệt